Xin chào mọi người. Hôm nay này là các bạn đã đang chuẩn bị đóng hàng. Đây là chai mục đích bên công ty đó mọi người. Có giá bán lẻ là 250.000 một chai. Thì chai mục đích là chai nhựa. Dọc bên thân thì nó có in logo của công ty mật ong Cao Nguyên. Còn phía mặt ngoài thì nó sẽ có logo thương hiệu mật ong Cao Nguyên và có thông tin địa chỉ, số hotline để mình gọi đặt hàng. Còn phía sau là có hướng dẫn sử dụng, cách dùng, bảo quản. Thì mình giới thiệu luôn, đây là nó có để chi tiết ngày sản xuất và ngày hạn sử dụng. Thì ngày sản xuất lô mực mới này là ngày 17 tháng 2 năm 2021, hạn sử dụng là 2 năm. Bây giờ bạn đó chuẩn bị tiến hành gói hàng. Trong khi bạn đó chuẩn bị gói hàng thì mình sẽ giới thiệu luôn chai 500 ml, chai thủy tinh. Bên mình thì sẽ có logo trên nắp chai và trên thân chai thì sẽ có bao bì là cũng có logo thương hiệu mật ong Cao Nguyên Highland. Và cái chai này thì có hạn sử dụng và hướng dẫn sử dụng cũng ở trên thân chai luôn. Đây là hạn sử dụng. Thì hạn sử dụng của mật ong bên công ty là kể từ 2 năm kể từ ngày sản xuất. Thì đây là ngày sử dụng của chai 500 ml. Với giá bán lẻ của chai thủy tinh 500 ml này là 130.000 một chai. Và trên vỏ chai cũng sẽ có thông tin của công ty, trụ sở, nhà máy và số điện thoại hotline để đặt hàng. Này là bạn đã gói hàng để gửi bưu điện, thì với những đơn hàng như vậy á thì mình sẽ có kèm theo hóa đơn với hướng dẫn sử dụng. Thì khi mà vận chuyển đi xa thì bên mình sẽ gói kỹ hơn, mình sẽ có thêm một cái lớp bóng chèn ở ngoài để nó tránh tránh được lúc vận chuyển đi có thể là an toàn. Thì đối với khách khi nhận hàng thì bên mình cũng có yêu cầu là mở ra và kiểm tra hàng đúng sản phẩm của công ty, đúng tem nhãn. Kiểm tra tem nhãn thì mình mới nhận hàng và thanh toán tiền. Và đây là thành phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo nhé. Xin chào.